khánh thành từ tháng 11 năm 2016. Nhà máy điện gió Phú Lạc có công suất 24 MW với tổng mức đầu tư là 1.089 tỷ đồng, trong đó ngân hàng tái thiết Đức tài trợ 35 triệu euro, còn lại là vốn đối ứng từ chủ đầu tư đang đi vào hoạt động ổn định. Nhà máy điện gió Phú Lạc nằm ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những địa phương có tài nguyên gió tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy không có quy mô lớn nhất Việt Nam, nhưng nhà máy này có công nghệ hiện đại và hoạt động ổn định bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên theo đại diện của chủ đầu tư, bên cạnh những thuận lợi thì các công trình điện gió vẫn đang khó khăn trong hoạt động với mức giá 7,5 sen trên 1 kW mà EVN mua hiện tại rất khó cho việc thu hồi vốn dự án, trong khi nếu mức giá điện gió 9,1 sen trên 1 kW sẽ đảm bảo cho dự án vận hành có lãi và thu hút được nhiều nhà đầu tư. Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam nói chung đặt mục tiêu đạt 800 MW đến năm 2020 và 2.500 MW vào năm 2025. Nhưng hiện tại công suất lắp đặt mới chỉ đạt 158 MW. Các chuyên gia trong lĩnh vực này chỉ ra rằng ở các thị trường phát triển, giá năng lượng gió ngày càng cạnh tranh hơn. Hiện tại, nhà máy điện gió Phú Lạc đang dự định triển khai kế hoạch đầu tư thêm nhà máy điện mặt trời với công suất khoảng 100 MW.